Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghị Tứ. Trong một số video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhau chơi vì tướng Xeonat. Rất vui khi gặp lại anh em. Xin lỗi anh em trước là bởi vì tôi xin nghỉ ngày 1, ngày 2, nhưng ngày 3 tôi vẫn nghỉ. Là bởi vì tôi chịu đựng không nổi đó các bạn nè. Tôi lái xe 6-7 tiếng kẹt xe quá trời quá đất, mệt lắm, mệt rã người ra. Và về nhà tôi chỉ muốn ngủ mà thôi, tôi ngủ ly bì để có thể nạp lại năng lượng. Và đó chính là lý do tại sao mà ngày thứ tư tôi mới quay trở lại gặp mọi người. Không sao, tôi sẽ cố gắng sản xuất video nhiều để có thể bù lại cái số ngày mà tôi đã nghỉ đó. Mong rằng anh em sẽ hoan hỷ thông cảm nha. Hãy cẩn thận nha bạn ơi, gia ta tại nơi kia chúng ta có thể crack down được cho mình rồi. Bảo vệ nhà chính đầu tiên của bọn họ rồi. Ngôn tu vẫn hàng lên từ đoàn Aletor, quá tuyệt vời. Bồi sát thương vào gia ta chưa kịp cất cánh bay lên, quá hay. Đến từ đoàn Aletor khi anh ta cover quá tốt trong tình huống như vậy. Anh ta đang ra cho mình cái khẩu quyết là tấn công. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiết chế một phần nào đó đi bạn ơi. Tại khu vực rừng trên thì sao, thằng ta ra, ấy lộn, con nhỏ ta ra nó rất khó chịu này. Nó bật ra cho mình cái năng thân thể thép, ông nội tôi sống cũng không nổi nữa. Nhưng nó không băng trụ trong tình huống này, quá hên đi. Đúng thực sự là như vậy. Cái đầu tại chiến ý của ta ra nó rất khó chịu ở những cái pha đu bám như thế. Lượng sát thương nó tự trụ một lần nữa, ngục tù vĩnh hằng nó đẹp tạo ra được những cái tiền đề để giúp chúng ta hạ sát được những cái vây rò sát thương chủ lực của mình kia. Đó sẽ là một trong những cái quân bài mà mang lại khả năng hỗ trợ rất là tốt nếu như chúng ta có thì chúng mình cái sự khế hợp ok với anh bạn này. Các bạn có thể thấy được rằng bây giờ đã là 6 phút và team đậu xanh của tụi mình đang gặp khá là nhiều vấn đề. Và ta bay lên băng ra cho mình cái năng dựng cái sao đang chồng chất lên người của anh bạn Letter. Anh ta đã bị ngã quỵ rồi, bắn ra cho mình cái hồng mèn tiền ốc chó rồi, đang ở trạng thái cooldown đến từ con đèn Bisplay backplay quay ngược trở lại. Dominica họ đang tiến hành là bị tan rã, rất đáng tiếc là tầm với của chúng ta là chưa đủ. Ủa quá cái pha đó mà tôi bắn chúng cái hổng mang tiễn là coi như xong phim chài dinh nói với tôi rồi. Chúng ta đang gặp quá nhiều vấn đề, sao mày ngu quá gì tớp, ngu gì ba, mới chết đó 6-7 màn mà ta lại một lần nữa anh ta phải nằm xuống rồi. Và play quay ngược trở lại nên tôi đồng bài 2 giờ T anh ta sẽ phải trả giá cho cái hành động liều lĩnh như vậy. Anh em có thể thấy được rằng Xeonat đang trở thành là một cái vị trí team carry. Chúng ta đang chiếm giữ một cái vai trò rất quan trọng, một khi mà mình nằm xuống là coi như xong phim liền. Và những gì chúng ta cần làm là cần phải kết hợp, cần phải đi cùng, đồng hành và đồng sự với bạn Aletor và cô nàng Vera. Và đây sẽ là một cái bộ ba mà nó sẽ rất hữu hiệu nếu như chúng ta cộng tác ok với nhau, nếu như chúng ta thể hòa đồng nhất ok với nhau. Chạy đi nè, ba nhảy gì đâu ba, bồi thắm đòn nguồn cơn gì đâu ba, đặt cái tên thôi là tôi thấy nó nản rồi. Đặt cái tên thôi là tôi thấy nó thú quắc luôn rồi, thiếu cha gì cái tên đẹp không đặt, đặt cái tên kỳ cục kẹo như ba. Ông nội mẹ đặt cái tên vậy là tôi thấy nó xui rồi đó. Bây giờ thì sao đi ạ? 7 phút đã trôi qua, chúng ta đang gặp rất nhiều vấn đề khó. Đầu tiên là con nhỏ Bisplay nó feed mạng quá nhiều, sao nữa là đến từ thằng Na luôn nữa. Và chúng ta sẽ phải làm những gì đây? Mặc dù chúng ta đang bị thất thủ như vậy, nhưng trong lòng của tôi nó luôn ẩn chứa một cái niềm tin sâu sắc khi mà tôi không phải là một đệ tử bình thường nữa. Tại vì sao tôi lại nói như vậy? Khi mà ở thời điểm hiện tại tôi vừa trải qua cái kỳ nghỉ vừa rồi. Đó là một kỳ nghỉ mà có thể được xem là xả xui của đệ tử. Tôi đã trầm mình dưới biển Vũng Tàu 66 phút đồng nghĩa với một thủ tục của xả xui. Và chưa dừng lại đó, tôi còn leo 1800 mấy bước thang để lên được cho mình đôi vai của Chúa. Và tôi đã có được cho mình cái sự phù hộ của Chúa. Chưa hết, tôi đã leo xuống thung lũng và leo lên trở lại là 1800 mấy bước để đến với chùa lớn nhất Vũng Tàu và có được một cái sự gia hộ của Phật Pháp. Có thể thấy được rằng đệ tứ ở thời điểm hiện tại không phải là một đệ tứ bình thường nữa. Các nước quá xin phép uống nước ấy. Tôi đang có một cái nguồn năng lượng rất là dữ dằn. Và tôi tin chắc rằng cái nguồn năng lượng đó nó sẽ giúp cho tôi có thể chiến thắng được ván game này. Là một điều tất yếu mà thôi. Và những gì chúng ta cần làm ở thời điểm hiện tại chính là tịnh quan tùy biến, chờ đợi sai lầm của tụi nó một tí mà thôi. Cái hôn gió đến từ cô nàng Vera bị mất rồi, sát thương phép thuật đến từ bụi nó dữ quá bạn ơi, tụi nó đang muốn băng trụ hay sao đó. Còn lính con xe còn một tí máu nữa, Caesar đang còn bỏ ngỏ, con rồng cũng đang bỏ luôn nữa. Supply cô ta lướt ra, cô ta thực hiện ra cho mình công tác clear lính. Ở thời điểm hiện tại, cái việc khai thác những nguồn tài nguyên không phải là sự lựa chọn ok của chúng ta. Những gì chúng ta cần làm là khai thác sai lầm của bọn chúng. Guido đã bị bức hạ rồi. Thành viên kế nữa sẽ phải nằm xuống không? Bảo Shuriken nó né được cho mình cái tầm với rồi. Quá đáng tiếc. Dính với nó phản ứng dây chuyền và chuỗi Shuriken đến từ thằng HGT nó khó chịu quá. Bisplay ơi, lui về ngã ngủ cái đi bạn ơi. Aletor còn nhưng mà chi cuối không à? Câu trả lời là không rồi nha. Hãy cảnh giác nào. Chúng ta đang dần bị tan vỡ. Rồi bên kia họ cắt cử lực lượng ra quá dày dặn đi. Khả năng sát thương phép thuộc gì đó tốc biến lên trên rất quả cảm, quyết đoán chúng ta mất rất nhiều đồ chơi để có thể bức hạ được cái thằng Yata này, đó cũng được xem là một sự lựa chọn ok rồi đó. Bọn chúng không có sự tập kết quá nhuần nhuyễn ở thời điểm hiện tại, bọn chúng đang tập trung rất nhiều vào cái việc khai thác những hàng trụ của bọn mình và chúng đã làm được điều đó. Chúng ta chỉ còn 3 cái trụ cúng cùi này nữa mà thôi. Các bạn có thể thấy được rằng con đèn Supply và anh bạn Na thường xuyên phía mạng.
Và cái việc mà họ phí mạng nhiều như vậy, tôi không có một chút gì đó được gọi là quá lo buồn đâu. Tại vì tin gia có từng nói một câu, cho dù là miếng giấy chủ đích hay là cái quần lót đều có giá trị của nó cả. Và tôi tin một lúc nào đó cô nàng Spotlight miếng giấy chủ đích lộn, và tôi tin một lúc nào đó anh bạn Na và cô nàng Spotlight sẽ có một giá trị nhất định nào đó trong ván game này. Nó là như vậy. Và cái việc mà họ phía mạng nhiều như vậy, vô hình chung nó sẽ giúp cho cái sĩ khí, nó sẽ giúp cho kinh tế, nó sẽ giúp cho lượng vàng, nó sẽ giúp cho cái sự tự tin của bọn chúng trở nên tăng cao hơn. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc xác suất mà họ giành thắng lợi ở một cái phần combat nó cũng sẽ tỷ lệ thuận theo hay cảm giác nào thuận nham thanh được bật ra rồi quá đúng thời điểm chúng ta đã vàng focus skill và kêu ta ra. Đó không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan, nhưng đó là một trường hợp bất khả kháng rồi, quá đáng tiếc khi mà cái xạ thủ và cái quân bài pháp sư của bọn chúng nó đang giữ một cái vị trí quá ok và chúng ta không thể nào tìm một góc nào đó để có thể tạo ra được cho mình cái lượng sát thương Ranger lên những đối tượng như vậy. Bọn chúng đang tề tụ quá đông tại nơi đây. Bọn chúng đang muốn lấy được luôn cái trụ bảo vệ nhà chính kế tiếp của bọn mình. Chúng ta bằng mọi giá dùng tất cả sức bình sinh không cho chúng làm điều đó. Bên sau miếng giấy chủ đích đang dần dần có sức mạnh của mình rồi kìa. Cả bọn Sonic và IoT không trúng ai cả. Và nó dần dần sẽ phải trả giá. Sát thương chưa đủ bạn ơi. Ngục tùng vẫn đang được khóa ra. Ok ngon rồi đó. Cái vụ nổ vàng của thằng Guido nó khiến cho đệ tử bị sùi bọt mép rồi. Không sao, tôi vẫn có thể bảo toàn mạng sống, lưu về, hàm dưỡng và chuẩn bị một tình huống combat kế tiếp. Chúng ta còn hai cái trụ cơ mà, tuy hy vọng chúng ta vẫn còn đó. Nên nhớ được rằng đệ tứ đã và đang có được dùng cái sự phù hộ đến từ Chúa, đã và đang có được dùng cái sự gia hộ đến từ Phật Pháp, thì ha cớ gì chúng ta phải sợ cơ chứ. Và ván game này là một ván game mà chúng ta sẽ giành được cho mình chiến thắng là một điều tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi. Ta đang dần dần có được cho mình những bước trở mình quá dũng mạnh và miếng giấy chủ đích lộn. Và cô đang Bitcoin, cô ta đang khẳng khái được một điều: tao không phải là miếng giấy chủ đích, tao là bên trong lai, và tụi mày hãy tin tao, đừng bao giờ chửi tao ngu. Nó tên là Khôi 24, nó là như vậy đó. Yeah, khát nước quá. À, vô ô, ngon. Những sai lầm quả cầu ứng xương bật ra bạn ơi, tóc biến vào trong bụi cỏ, truy sát được đối tượng như vậy và một thành viên kế nữa sẽ bị khai tử, đó chính là bạn Yuka. Ngon lành canh đào, lẫm liền, lẫm con xê ra liền, hãy cảnh giác nha. Con nhỏ ta ra nó núp bụi cỏ đó ba. Và tôi tin tưởng vào bạn Na, tin tưởng vào cái trừng trị tại đó. Cô nàng Spotlight, cô ta đang có được những cái Spotlight quá tuyệt vời. Cô ta đang có được những cái dấu chỉ của một người chơi có kỹ năng. Và mong rằng cô ấy sẽ có thể duy vững điều đó. Có một điều để tứ xin mọi người luôn á, đừng bao giờ ghép tên tôi và anh bạn Na đi cùng với nhau à. Như vậy cái tên của thằng Na nó thúi quá trời thúi luôn. Thực sự là nó quá thúi, tôi không hiểu được rằng mỗi người đều có được một cái hệ quy chiếu đánh giá về vẻ đẹp khác nhau. Và tôi cũng không có một cái gì đó được gọi là can thiệp hay là phản bác về cái quan điểm vẻ đẹp của bạn Na. Rõ ràng đó là một cái góc nhìn về vẻ đẹp rất là độc đáo đến từ Na. Tôi nghĩ rằng rất hiếm người mới có thể tìm được đâu cho mình một cái nét đẹp đến từ cái vị trí mà anh ấy đã lựa chọn. Các bạn có thể thấy được rằng sau tình huống giao tranh thắng lợi vừa rồi, chúng ta đã và đang quân bình trở lại về mặt chỉ số để mà gục. Tinh thần chúng ta đã trở nên tốt hơn, những cái động thái, những cái lối di chuyển tự tin hơn đang được thể hiện một cách rõ rệt ở bạn Na. Chúng ta đã có thể phong ấn được cho mình cái chiêu cuối là vương quốc vàng của thằng Guido, đó cũng được xem là tín hiệu tốt. Chúng ta đã có thể triệt phá được cho mình cái trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên bọn chúng tại vườn trên. Chúng đang tê tụ tới và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên tê tụ tới. Đây sẽ là một cái chiến địa của sự tranh cướp, đây sẽ là trở thành một cái chiến trường lợn thịt, tin chắc là như vậy. Tôi cần lắm được những cái sự kết hợp đến từ anh em tại nơi đây. Có ba thằng đi tụi nó chọn được ba đứa rồi bạn ơi. Tung lên nhìn cuối Inisa rất tuyệt vời. Gia ta bay lên băng lên nhìn cái thằng Dược Na ơi, hỗ trợ đồng đội với ông nội ơi. Lượng máu đệ tứ vẫn còn, chúng ta còn niềm siêu hồi máu tại nơi đây, nhưng đệ tứ đã bị xịt máu mỏ rồi. Còn đồng Spotlight cô ấy đang thể hiện sức mạnh của mình, cô ấy có thể nhận mình đi qua được kill đó. Cô ấy vẫn đang được bay nhảy quá tuyệt vời. Rất đáng tiếc đây không phải là một cái bộ trang phục điểu điểu chim chim vượng hoàng gì đó, cho nên chúng ta không nghe được tiếng chim của lộn, cho nên chúng ta không nghe được tiếng hót của con điểu đó. Ok, cô ấy đã mang về được cho mình điểm hạ gục thần đỉnh. Các bạn có thể thấy được rằng tôi đúng giao tranh vừa rồi, Vizuplay đã chỉ thẳng mặt anh bạn Alistair và nói được rằng tao không phải là miếng giấy chủ đích, mày hãy nên nhớ điều đó Alistair à. Và nếu như tao là miếng giấy chủ đích thì đây là phiên bản siêu cấp VIP Pro đó. Thằng Yuka trong bụi cỏ kìa ba, ủa nó đâu mất tiêu rồi. Vẫn có một chút gì đó được gọi là bâng quơ, vẫn có một chút gì đó được gọi là ngờ vực đến từ cô nàng Vizuplay. Không sao, cô ấy đang có được một cái tiến độ tăng trưởng về mặt lượng vàng rất là tuyệt vời. Mong rằng cô ấy sẽ tiếp tục tự tin như vậy. Nhưng nên nhớ được rằng cô ấy nên có một cái sự tiết chế, bởi vì đội đã bên kia họ đã và đang được tái sinh đầy đủ trước ngưỡng cửa thiên đường. Cô ấy quá tự tin rồi đó. Gia ta đã bay thiên dực bạn ơi, đồng đội tới, Yuka tới luôn rồi kia kìa. Một chấm máu nho nhỏ mà thôi, cô ấy đang ở trạng thái cooldown. Đó là một cái pha flutter do xeo, cô ấy ảo tưởng sức mạnh của mình rồi kia kìa. Và ngay sau khi cô ấy bị tuyệt mạng đã ra cho mình tín hiệu đầu hàng, có hai cái phiếu bỏ chấp nhận đầu hàng. Tôi nghĩ rằng Na với Supply chứ không có ai hết, và đảm bảo chắc cú là như vậy. Tóc biến lên trên, ngục tù vẫn đang tuyệt vời quá bạn ơi. Quyết đoán là những gì mà chúng ta có thể diễn tả được cái hành động của đàn bạn Letter tôi đúng vừa rồi. Những cái động tác thái Initiate Mortal Kombat rất tốt đến từ quân bài Letter cùng với cô nàng Vera.
họ biết được rằng Xeonat đang giữ một cái vai trò rất quan trọng trong ban game này. Họ thường xuyên di chuyển trước tại những cái vị trí mà tôi sắp tới để có thể tạo ra một cái thông tin an toàn về mặt vị trí đó. Thằng Yuka đang trong bụi cỏ, nó có thì mình đi ông hồi sinh đi nha, hãy cảnh giác nào. Yidu là một người chơi có kỹ năng, nhưng đây không phải là một Yidu quá đáng sợ khi anh ta không lên cho mình cái lối trang bị là full phép. Vì vậy chúng ta sẽ tự tin hơn trong cái khả năng di chuyển khoảng thời gian sắp tới. Các bạn có thể thấy được rằng cái thằng Yata thực sự mà nói nó không phải là một cái gì đó khiếp đảm quá với con tướng Xeonat ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta vẫn còn được cái ngục tù vẫn rằng khi mà chúng ta vẫn còn được nụ hôn gió của cô nàng Vera làm chó được hai người tốt lắm. Yidu à, đúng thực sự là một tên đúng tốt làm rồi đó. Nè đang biến về, Supply đang di chuyển tới, chúng ta muốn đánh nhau ở chân đây, chúng ta đang có một cái sự xa cách hơi bị nhiều với các bạn của Supply. Chúng ta cần lắm một khoảng thời gian nho nhỏ để có thể tập kết lại với nhau. Chúng ta chỉ thực sự mạnh khi cái bộ ba Alistar và Vera cùng với con tướng Xeonat kết hợp khế hợp lại với nhau mà thôi. Thời điểm quan trọng nhất trong ván game này nó cũng đã tới phút thứ 15 rồi, Caesar bầu chúa nó đã được xuất thế rồi. Chúng ta sẽ không để yên cho bọn chúng ăn Caesar một cách dễ dàng mà nhàn hạ như vậy. Tôi cần lắm cái động thái di chuyển một cách tự tin lên đến từ con bài Alistar, cần lắm được con bài Na ở thời điểm hiện tại. Na đi đâu vậy ba, ông nội Na quýnh nhau rồi Na. À, đồng đội nó mất tiêu hết rồi, con đèn Vera và Alistar đã đột tử rồi, chúng ta không cần bất kỳ một căn cứ nào được ở đây chơi game được nữa. Đèn cố gắng tạo ra được cho mình CC bằng ra cho mình cái là chiến ý đó, nó không còn đi chiêu gối, tôi vẫn đang rỉa nhưng không được bắn với nó quá lâu khi mà tụi nó sắp tới rồi. Chubia nè ơi, cứu đồng đội nè ơi, cắt lính đi ba. Tí hy vọng chúng ta vẫn còn đó, tí hy vọng vẫn còn đó, chúng ta vẫn có thể phản kháng được. Và đây là bước đi sai lầm nữa từ thằng Tara, nên nhớ được rằng đây không phải là một đệ tứ bình thường, mà là đệ một đệ tứ đã được tắm với nước đa, là một đệ tứ đã được tắm biển. Tôi đã ngâm mình dưới biển là 66 phút và có được những cái sự phù hộ của Chúa và sự gia hộ của Phật pháp thì ông nội đến đánh cũng không lại nữa. Ngon lành cành đào rồi đó, ngon ngon vô ba, ăn xe xa đi ba. Tôi thật sự là mệt mỏi ở thứ hạng này. Để thứ hạng cao thủ 15 sao, 14 sao, 15 sao gì đó, còn đâu đó khoảng chừng 30 mấy sao nữa là sẽ lên được chiến tướng. Và khi lên được chiến tướng rồi thì mọi người sẽ thấy được rằng cái việc mà đồng đội chơi với nhau một cách chuẩn chỉnh về mặt đội hình nó ok hơn rất là nhiều, và chúng ta sẽ không còn gặp những cái cảnh mà nó rất là bức bối trong cái việc kết hợp với nhau như vậy. Yeah, tốt 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 làm rồi đó Vera, làm gì đó đi bạn ơi, cầm trọng lực nhốt lòng đây quá tuyệt. Ở chất ba biến yếu à, không sao cả, không sao, đó không phải là một cái thời điểm nó quá quan trọng trong bán game này, bởi vì chúng ta chiếm được cho mình cái ưu thế về mặt nhân lực cơ mà. Còn Caesar sẽ thuộc về cho bọn mình một cách dễ dàng, nhưng một tín hiệu xấu nữa là điện thoại của tôi chỉ còn vỏn vẹn 10% pin mà thôi. Tôi đang chơi trên một cái thiết bị là iPhone 11, nó đã rất là lâu rồi, pin của nó bị chai rất là nhiều rồi, và cái khoảng thời gian nó tuột từ 10% xuống còn 5%, đâu đó chỉ vỏn vẹn 1 phút 50 giây mà thôi. Và trong khoảng thời gian 1 phút 50 giây này bằng mọi giá chúng ta sẽ phải chơi theo hình chiến thuật là Frost and Furious. Cái tín hiệu tập kết đang được truyền tống lên đến từ đội bạn Litter, mong rằng anh ta sẽ tự tin bằng cái dạng combo tốc biến lên trên và nhốt đối phương lại, băng ra cho mình chỉ muốn là một đồ ra rằng. Còn đội Supply của ta đang có một cái sự tự tin rất nhiều, chúng ta đang tập kết lại và chúng ta đã có thể xua đuổi được Vitamin kia. Ok, ngon lành rồi đó, Alistar đã lên được mình quá nhiều đồ chơi, anh ta có giáp hồi sinh luôn cơ à. Rồi quất nó ba, quất nó ba, cố lên nào. Bọn chúng đang dồn toàn tâm toàn lực để có thể clear đi cho mình con Caesar này, nhưng chúng sẽ khó mà có thể làm được điều đó. Caesar sắp càng vào rồi, trạng thái làm choáng trụ 2.5 giây đang là có. Chúng ta đang có một cái góc bắn rất tuyệt vời để có thể break down được cái trụ bảo vệ nhà chính thứ hai của bọn chúng tại vượt biệt plan. Nhốt lòng đối phương lại, chen CC được chồng ra, kết hợp với nhau là quá ăn ý, và đó đã trở thành án tử cho bạn Yata. Nó không chỉ dừng lại án tử mà đây sẽ trở thành cái domino án tử dành cho các thành viên còn lại. 4 người đã bị nằm xuống rồi, còn một mình thằng Hai Gia Tê thôi, nó mang đi cho mình phép bộ trẻ thanh tẩy, nhưng với cái thanh tẩy đó nó không thể nào làm được cái quần què gì cả. Đảm bảo một câu chắc nịch là như vậy. Bao Shuriken khá là đẹp, xong phim chạy dính rồi đó. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở sau video vào lần sau, mong rằng sẽ nhận được những cái lượt like, những lượt đăng ký và những cái comment đóng góp ý kiến đến từ anh em để tớ có thể sản xuất nhiều clip hơn nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người.